chợ mà chợ nhỡm để mà mua một số cá thịt rồi miếng cơm chút xíu gì về nấu luôn á. Thì khi mà loại bộ về tới nhà đó đó và đi vô nấu cơm đó thì bắt đầu là hai đứa con là cha với lại cô Tư đó mới chạy ra ngoài trước sân để mà ngồi chơi với lại mấy đứa trong xóm, mấy đứa vòng vòng đó, mấy đứa chăn trâu rồi nọ rồi đó, là ngồi chơi trước vậy đó. Thì bà nội mới lui cui ở đây là bắt đầu là kho cá với lại nấu cơm. Thì đang kho cá vậy đó thì cái nồi cơm nó chín trước, nên bà nội mới cầm cái nồi cơm đi lên trên cái phản, để ngay chỗ cái phản, và quay xuống để mà kho cá, để chuẩn bị nhấc con cá, nhấc cái chảo cá để mà đem lên. Nhấc cái chảo cá đem lên để trên cái phản rồi mới bước ra, mới vừa bước ra ngoài cửa là ngay cái phản cách cái cửa tầm 1m 2m chứ. Đi ra ngoài đó kêu hai đứa con mình vô ăn cơm. Đó, là kêu xong hai đứa con chạy lon ton vô ngồi ăn cơm. Là